Hello, chào cả nhà. Mời cả nhà xem cái bụi, những cái bụi hành kêu là mình cũng không biết kêu là cái gì. Nó kêu là hành không khí, hành không gian hoặc là hành nhiều tầng, hành của Ai Cập. Mình rất thích cái loại hành này cả nhà. Mình được bạn Isabelle Kibuk ở Pháp gửi cho từ năm 2017 tới bây giờ. Và mình trồng nhiều năm, nhưng mà tại vì mình trồng trong chậu nhỏ nó không phát triển, và năm rồi mình cho nó ra ở ngoài đất vườn. Mặc dù đất vườn của mình nó là một nằm ở trên gara, nó cũng không có đất, nhưng mà cho nó ra chỗ này thì nó lại tốt hơn. Nó sống rất dễ cả nhà. Nó hành tầng là tại vì cái củ nó sẽ mọc ở trên cái ngọn như vậy, nó sẽ mọc ra một cái chùm giống như cái video này cả nhà. Rồi bây giờ mỗi ngày mình sẽ ra quay khoảng 30 giây hoặc 1 phút, nhưng mà mình sẽ tua nhanh để cả nhà xem không bị chán. Và cái video này mình làm xong trong mấy tháng trời cả nhà. Đầu tiên là mình chưa có hình dung được nó sẽ như sao, do đó mình trồng những cái xô nhỏ mà khoét cái đít như vậy để cho nó giống như mình sợ sên ăn. Nhưng mà thật ra khi mình quan sát theo dõi thì mình thấy cái giống hành này không bị sên, không bị cái gì ăn hết. Đây, cái củ của nó mọc ở trên cái lá cả nhà, ở trên cái ngọn của cái lá. Và tại sao nó có tên là hành tầng, không phải là một tầng mà nó rất là nhiều tầng luôn cả nhà. Và mình đã cố gắng mấy tháng trời để mình quay quay cho được cái tầng thứ hai của nó. Tới tầng thứ hai là hết rồi cả nhà ơi. Nó mình làm tầng thứ ba thứ tư cũng được, nhưng mà mình phải đợi rất là lâu. Mình chỉ đợi tới tầng thứ hai nó nở cái bông ra là mình coi như hoàn thành cái video này. Và cái tên cũng như cái link để mua nó thì cả nhà có thể vô eBay để mua, hoặc giờ đánh vô cái chữ, cái tên của nó vô chờ trong cái Go để tìm mua nha cả nhà. Cái phần này là của bạn mình tặng, thành ra mình cũng không có biết. Cái này là ở Pháp, là người bạn gửi về, và mình đã có mua một lần ở trong eBay cả nhà. Ở phần cuối video mình sẽ nói quay về cái củ hành mà mình nhận được ra làm sao. Đây là trong những cái tháng còn lạnh cả nhà. Hành này chịu lạnh được tới hai mươi mấy độ C, âm hai mươi mấy độ C nó vẫn sống và nó không cần chăm sóc một cái gì đặc biệt hết. Nhưng mà theo mình á, thì tất cả các loại hành đều cần phân bón nhiều, do đó mỗi năm mình sẽ bỏ vô phân đạm cho nó, giống như là phân bò viên hoặc là những cái phân mà người ta bán sẵn, những cái thùng người ta bán sẵn, rồi mình cứ theo cái điều lượng ở trong cái thùng người ta ghi và mình rải cho nó. Đầu tiên nó sẽ mọc lên những cái củ trên cái ngọn như vậy nè cả nhà. Rồi từ cái ngọn đó, từ cái củ đó nó sẽ bung ra, nó nứt ra. Và trong cái ngọn này khi nó nứt ra nó sẽ có 5 4 5 tép ở trong đó. Nó rất là lạ và nó hay cái chỗ là nó mình không cần chăm sóc đặc biệt. Cả nhà nhìn thấy nó đẹp ghê chưa? Đây, cái củ nó đã nở. Cái củ nó mọc trên cái ngọn nha cả nhà. Ở trên cái lá và trên cái ngọn nó đã nở ra. Nó bung ra từ từ. Và rất là thú vị, rất là hay khi mỗi ngày mình đều ra mình quan sát cho nó. Nhưng mà để đỡ nhàm chán mình sẽ tua nhanh nha cả nhà. Mình cứ quay mỗi ngày một lần, hai ngày một lần để cả nhà hình dung được cái sự phát triển của nó ra làm sao. Đây, cái nụ nó đầu tiên nó búp và bây giờ nó đang mở hí hí ra. Những cái nụ này nó chưa nở và chỉ có cái hai cái nụ này nó đã nở rồi. Nó nở thì nó sẽ lòi ra bên trong có nhiều cái lá hành nữa. Và chúng ta cùng quan sát theo dõi ở khi nó nở ra hết thì nó sẽ ra như sau ở phía trong. Cái hành này theo mình đọc cái tài liệu của người ta ghi thì là ăn được cả lá cả củ, và
Mình ăn những cái lá non cả nhà, những cái lá mà nó mọc thành củ như vậy thì nó cứng rồi, người ta chỉ để làm giống. Hoặc là mình có thể đào cái củ lên mình ăn. Mình lấy cái củ ở dưới mình ăn cũng được, nó cũng giống như một loại hành thường thôi. Giống cái loại củ hành tím ở Việt Nam mình đó cả nhà. Còn cái cọng này mình chỉ lựa được cái cọng lá non, lá mềm thì mình ăn. Nhưng vì mình làm video nên mình sẽ không ăn một cọng nào hết. Mình sẽ để cho nó đầy ở trong cái vườn này. Và sau một thời gian nữa thì bây giờ nó đã phát triển thêm nhiều bụi. Đây nó đang nở được thêm, mở ra thêm một chút xíu nữa. Mình cứ để cho nó mở miệng tự nhiên nha cả nhà. Mình đừng có lấy tay mình xé nó ra thì không có tốt. Nó phải theo cái tự nhiên của nó thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Và khi nó nở ra được tới đây thì mình sẽ thấy ở trong cái những cái bông này nó mở ra thì nó sẽ có nhiều cái tép phía trong giống như tép tỏi cả nhà. Và cái bông này nó lại nở ra thì trong những tép tỏi này sẽ lòi ra những cái cọng hành khác, và những cọng hành này nó lại có thêm những cái bông khác. Đây, cái bông nó nằm trong cái cọng hành. Và đó kêu là hành tầng, tại vì nó sẽ làm thành cái củ trên những cái tầng đó. Và khi những cái tầng ở trên nó nở ra thì nó lại ra tiếp hoài hoài luôn cả nhà. Mình coi rất nhiều tài liệu nhưng mình không biết nó tên gì, chỉ biết nó tên là Lupfzwiebel hay là kêu là Etage Zwiebel, là hành tầng, hành không khí, hành Ai Cập. Nhưng mà mình cũng không biết đặt tên cho nó là cái gì. Đây nó nở bung ra rồi nè cả nhà. Nó bung ra thì trong cái bông của nó sẽ thành là một cái tép giống như tép tỏi. Và mỗi cái tép nó sẽ đưa ra một cái cọng hành, cái lá hành nữa. Và cái lá hành đó trên cái ngọn của lá hành lại lòi ra một cái củ nữa. Và cái củ nó sẽ cho ra nhiều tép. Nó giống như cái cấp số nhân cả nhà. Và muốn để cho nó lên được nhiều tầng như tầng dày thì bắt buộc mình phải làm cái gì để cho nó tựa vô. Do đó mình đã bỏ mấy cái thùng nhựa ra. Và mình trồng vô những cái vòng tròn này. Đây, những cái vòng tròn mình để khi nó cao thì nó sẽ tựa vô đây. Tại vì một cái lá mà nó mang quá nhiều cái nụ và quá nhiều cái tép thì nó sẽ nặng, nó sẽ gãy. Do đó mình sẽ không thu hoạch được. Trong lúc cái tép nó còn non thì không có thu hoạch được đâu cả nhà. Cả nhà nên mua và trồng thử, tại vì mình thấy nó rất là đẹp. Nó đẹp, nó ăn được và nó dễ trồng. Đó là ba cái lý do mình thích trồng nó. Nó sống ở mùa đông âm hơn 20 độ vẫn sống cả nhà và không cần che đậy gì hết. Đây, cái củ ở trên nó nở ra nè cả nhà. Nó nở ra nó sẽ thành những cái cọng hành khác. Cọng hành có củ đàng hoàng và cái củ đó lại lên cái lá nè cả nhà. Mình cứ lặp đi lặp lại chỗ này. Cái bông hôm nay nó nở rất là đẹp luôn cả nhà. Đây, một củ của nó, một cái đọt ở trên của nó mà nở ra được bao nhiêu cái nhánh. Những cái tép này khoảng 6-7 tép. Và trong cái tép này, cái đầu của cái tép thì lại bắt đầu ra cọng hành lá. Mình có thể cắt những cái cọng này để mình nấu ăn cả nhà. Mình ăn được từ trên tới dưới, tới gốc tới ngọn luôn nha cả nhà. Nhìn nó đẹp ghê cả nhà. Đây, cái củ nó nở ra và nó cho ra nhiều. Tầng thứ hai rồi cả nhà, nó thể ra tầng thứ ba nhưng mà nó trụ không nổi, tại vì có một cái cọng mà nó đưa lên như vậy thì nó nặng trĩu. Mình cứ phải ra
mình gác nó lên những cái vòng này mỗi ngày á, cả nhà cứ thăm chừng nó hoài luôn á. Để cho nó nở ra đẹp như vậy thì mình bắt buộc mình phải có gì cho nó bám vô. Mình có gửi lời, ca xin gửi lời cảm ơn đến bạn. Người bạn ở Pháp gửi cho mình thật là có tâm luôn á, từ bên Pháp mà gửi qua tới bên đây cho mình. Và mình trồng coi như là thành công, thành ba bụi. Và vì lý do nó dễ trồng, nó đẹp cho nên mình đã mua thêm một phần ở eBay cả nhà. Đây là cái gốc của nó. Cái cọng của nó rất là cứng và không ăn được đâu cả nhà. Nó cứng, nó già quá, không ăn được. Đây, cái ngọn của nó đã nở ra như vậy nè cả nhà. Và mình lần theo cái ngọn nó thì mình sẽ thấy ở trên nó lại có những cái bông. Mà khi nó nở ra nó không phải bông mà nó thành cái củ. Rồi trong cái củ này có nhiều cái tép nữa. Khi mà người ta bán cho mình, người ta bán, người ta nhổ lên thì người ta tính một củ là cái phần củ nằm ở dưới đất nha cả nhà. Người ta sẽ không tính cái phần ở trên. Người ta chỉ tính cái củ ở dưới nhổ lên một cộng là người ta tính một củ người ta bán cho mình. Mình đã đặt eBay thử và để mình muốn coi người ta bán vậy, người ta tính ví dụ 4 củ là sao thì đúng là người ta gửi cho mình có 4 cộng thôi. Và ở trên nó có một chút xíu cái nụ. Đây là cái phần mình đang tưới nước đẫm mà nó đang héo này, là cả nhà, là mình mới mua eBay, mình mới cắm xuống được 6 cộng. 6 cộng là luôn tiền gửi là 10 euro cả nhà. Cái chỗ nào mình cũng nẹp nó hết cả nhà. Mình nẹp bằng những cái đồ bấm lớn để cho nó không bị gãy, nó không bị thương. Để cho nó ra những cái nụ thật là đẹp, nó nở thật là lớn như vậy. Nhưng mà đến tầng thứ hai là coi như là không trụ nổi rồi, nó cứng, nó bị gãy tới gãy lui. Đây là trong một cái cọng của nó nở ra thêm một cái nụ nữa nè cả nhà. Phần ở trên thì khi nó nở ra cái tép nó sẽ ít hơn cái phần của cái lá đầu tiên. Lá đầu tiên nó mọc như vậy, giống như một cái bông, một cái chùm bông. Rồi mỗi một cái này nó lại ra một cái cọng nữa cả nhà. Mình thấy hay quá, thành ra mình cứ nhấn mạnh và nói tới, nói lui cái chỗ này hoài. Đây, cái nụ đầu tiên, những cái tép đầu tiên đó cả nhà, nó như một cái bông sen vậy. Và trên cái cành này, nó sẽ ra hai cái nụ mới. Nó lên càng cao, càng nhiều tầng thì nó càng yếu đi, do đó nó sẽ ít tép hơn là cái ở từ gốc mới lên nha cả nhà. Và hôm nay mình lại cắm thêm một cái cây nữa cho những cái nụ thứ hai, cái tầng thứ hai. Nó dựa vô chứ không thôi là nó lại gãy. Gió bão nó lắc lư là nó gãy. Mà khi nó gãy là nó sẽ rụng xuống, nó không thành những cái củ. Mình cố tình mình làm như vậy để năm sau mình có thật là nhiều củ. Và mình cắm xuống đất trở lại thì mình sẽ có chỗ này đầy nhóc luôn. Để mình có thể làm quà hay trao đổi với bạn bè những cái gì mà mình cần, mà bạn mình cũng cần thì mình đổi qua đổi lại. Cái này cũng hơi khó mua ở Đức, tại vì mình cứ vô nhiều trang web mình thấy toàn là nó đề là bán hết rồi. Và hôm nay là nó ra được bao nhiêu đó. Đây là cái phần 10 euro mình mua ở eBay nè cả nhà. Người ta ghi là 6 củ. Và chúng ta sẽ cùng quan sát cái 6 củ nó như làm sao.
người ta bỏ vô một cái tấm giấy xịt nước ướt và bỏ vô một tấm ni lông, xong bỏ vô một cái hộp giấy, hai củ, ba củ, bốn củ, đây sáu củ, nó coi như là sáu cái tép hành đó cả nhà. Ở trên nó có một cái bông nhỏ, nhưng mà mình nghĩ cái bông này không trụ nổi đâu, tại vì người ta đã đào lên rồi. Đây, cái bông này nó đã bị héo. Mình chỉ trồng là trồng cầu may thôi, chứ mình không nghĩ nó sẽ lên được đâu. Mắc quá cả nhà, 6 cái cọng này mà 10 euro. Và cái cách để giống của mình là mình để cho nó khô ở trên cái ngọn, và khi nó khô như cái video, cái hình này, thì mình bẻ nó ra từng tép và mình vùi nó lại trong đất, mình lấp lại. Thì mùa xuân năm sau nó sẽ tự động mọc lại nha cả nhà. Và đây là cái loại phân bón mình dùng cho rau củ trong vườn mình nè cả nhà. Alo cả nhà, mình xin tạm dừng video ở đây, mong đón nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý của cả nhà. Facebook của mình như ảnh đại diện ở YouTube nha cả nhà. Bye bye.